Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay mình lại về một chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009 đang có tại cửa hàng bên em. Bên em đang chào bán chiếc này với giá là 105 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Chevrolet Spark thương hiệu của Mỹ. Máy 0.8, 100 cây chiếc này ăn tầm độ 4 lít xăng anh em nhé. Và sau đây mình sẽ quay qua phần thân vỏ cho anh em được xem. Vâng, sơn xi của chiếc xe là rất sáng bóng sạch sẽ. Đấy, chiếc xe mang biển số 19A 07223, hai cụm đèn pha rất đều nhau. Đây là chiếc Chevrolet Spark đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ của em ở ngã tư Quán Toan, Hải Phòng. Anh em nào đúng chân con này, alo trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0964656865. Anh em nào mời xem video của mình, hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cảm nhận những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Trước này vừa về cửa hàng nên là em muốn quay luôn rồi để cho anh em được xem. Anh em nào đúng chân, alo cho mình. Và sau đây mình sẽ đi vào phần gầm cho anh em xem. Vâng, đây là phần gầm của chiếc xe. Đấy, gầm bệ thì khá là đẹp, không hề mục mọt anh em nhé. Đấy, anh em xem một nhé. Đấy, gầm bệ chắc lịch. Đây là chiếc Chevrolet Spark thương hiệu của Mỹ, phiên bản số sàn, máy 0.8. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 105 triệu đồng. Anh em là đúng chân con này, mua về được đổ xăng mà chạy ra anh em nhé. Mình cam kết với anh em chiếc xe này không đâm va, không ngập nước anh em nhé. Đấy, đây là phần nội thất của chiếc xe. Ghế da trang bị màu đỏ đen. Đấy, chỉ có hơn 100 triệu đồng anh em đã mua được chiếc Chevrolet Spark tránh mưa tránh nắng. Đấy, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên phụ. Đấy, anh em xem một nhé. Đây là phần bậc lên xuống, trần 3D. Đấy, trần 3D màu đỏ nhìn rất rực rỡ. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ. Đấy, táp lô táp ly cánh cửa. Đấy, cao chỉ nó vẫn còn khá là đẹp, cao chỉ gần như zin cả xe luôn. Đấy, đây là phần ghế da đằng trước. Đây phần vô lăng, vô lăng rất đẹp anh em nhé, đã được trang bị màn hình cam lùi. Đấy, tích hợp xi nhan, tích hợp trên camera trên gương và số. Đây là phanh tay, ở đây là phần táp lô. Đấy, đây là chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009, đăng kiểm của nó còn đến tháng 1 năm 2020 anh em nhé. Đấy, đăng kiểm còn rất dài, sơn xì rất sáng bóng. Đây, phần sơn thì anh em về không phải làm bất cứ một cái gì cả. Đây, dàn phun nước của nó khá là đẹp anh em nhé. Đây, đây là phần dàn phun nước của nó. Đấy, hai cụm đèn pha rất sáng bóng, rất đều nhau. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái. Đây phần hốc bản lề. Đấy, anh em xem vào nhé. Đây, chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009, thương hiệu của Mỹ, máy 0.8, trăm cây chiếc này ăn tầm được 4 lít xăng anh em nhé. Chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ với em ở ngã tư Quán Toan, Hải Phòng. Anh em là đúng chất con này, hãy alo trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0964656865.
đây là bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Đấy, bảng tổng của kính chỉnh điện, gương chỉnh tay anh em nhé. Đây, gương chỉnh tay. Đấy, đây là phần vô lăng. Đấy, vô lăng độ lên rất đẹp. Đấy, đã khâu bọc lớp da. Đấy, khá là đẹp anh em nhé. Và sau đây mình sẽ lổ máy lên cho anh em xem. Vâng, máy đã lổ anh em nhé. Máy lổ rất êm, điều hòa thì cực mát luôn. Đấy, điều hòa rất mát. Đây, màn hình. Âm thanh phụ trợ. Đây quả số. Vành tay. Cam nổi. À đây là gương chiếu hậu. Đấy, cam nổi. Xin nhau này, hai bên phun nước cả mưa này. Tất cả mọi chức năng của nó hoạt động ok anh em nhé. Đây là phần đèn chắn này, chắn nắng này, phần chắn nắng hai bên. Đây đăng ký đăng kiểm. Đây, chiếc xe này đang ký ở Phú Thọ anh em nhé. 11 tháng 12 năm 2009. Đây là phần tắp lô. Tắp lô khá là đẹp. Đấy, nó vẫn hoạt động ok anh em nhé. Và sau đây mình sẽ đi vào phần tổng quan khoang máy cho anh em xem. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Chevrolet Sóng Bắc sản xuất 2009 đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Hiệp. Đấy, anh em xem. Máy rất khô ráo nha anh em nhé. Đấy, dây cua loa đang chạy. Máy nổ rất êm. Mình cam kết với anh em chiếc xe này không đâm va, không ngập nước. Máy nổ rất tròn. Tất cả tổng quan khoang máy của chiếc Chevrolet Sóng Bắc sản xuất 2009 đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Hiệp, địa chỉ của em ở ngã tư Quán Toan, Hải Phòng anh em nhé. Anh em nào đứng chân chỗ này thì alo trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0964656865. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc xe. Đấy, tiết kiệm nguyên liệu. Máy 0.8. Trang bị chiếc này là 4 lít xăng anh em. Nhỏ gọn. Chiếc này anh em nào mua về đi đường ngang ngõ nhỏ quá là ok luôn. Người anh nào đá của nó chỉ hơn 100 triệu đồng.
ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ ở Quán Toan, Hải Phòng. Vừa quay xong một chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009, thương hiệu của Mỹ, máy 0.8. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 105 triệu đồng. Anh em nào đúng chân con này thì alo trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0964656865. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.